Hậu thần Điều Đại Hiệp. Hồi thứ 8. Sau khi Quách Tĩnh trở lại phòng, ông nói nhanh: "Dung Nhi, mau lấy cửu hoa ngọc lộ hoàn." Hoàng Dung sợ hãi hỏi: "Tĩnh ca ca, chàng bị thương rồi sao?" Thì ra khi Quách Tĩnh thôi phát nội lực kinh mạch bị hao tổn, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng vì đã có tuổi, cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Hoàng Dung giúp Quách Tĩnh uống cửu hoa ngọc lộ hoàn xong, bà liền nói: "Tĩnh ca ca, chàng có nhận ra tâm sự của nhà họ Võ không?" Quách Tĩnh chậm rãi đáp: "Ta chỉ lo thương lượng quân tình với Lưu đại soái, ngược lại đã sơ suất chuyện này. Nàng đã phát hiện được chuyện gì sao?" Hoàng Dung đáp: "Cách đây không lâu, gia thần của Hoàn Nhân Bình đến chơi. Nhà hoàn phục thị Hoàn Nhân Bình có nói Võ gia và Chu gia có một khối bất động sản ở Thiên Sơn Tây Vực." Quách Tĩnh trầm giọng nói: "Hoàn Nhàn Bình là quý tộc người Kim, gia sản rất phong phú. Người hầu quản lý gia nghiệp cũng không có gì lạ. Chu sư huynh có chức trưởng quan thừa tướng, nghe nói trưởng tử của Chu sư huynh đã thành gia. Mua nhà cũng là chuyện bình thường thôi mà." Quách Tĩnh im lặng không nói nhìn Hoàng Dung. Ông đối xử với mọi người đều khoan hậu, trấn thủ Tường Dương mấy chục năm. Ông cũng rất ít khi xen vào chuyện anh em nhà họ Võ, luôn cho rằng công phu của hai anh em họ luyện còn chưa đến nơi đến chốn, xuất sư thì càng không phải nói đến. Mặc dù vợ chồng Quách Tĩnh có ơn dưỡng dục anh em nhà họ Võ, cẩn thận truyền thụ võ công, nhưng không xem họ như con đẻ. Bây giờ cả hai biết ý định của bọn họ, cũng chỉ để đành cho bọn họ rời đi. Quách Tĩnh lại nói: "Bây giờ Đôn Nho và Tu Văn đều đã lập gia đình, cũng đã sinh con. Nếu chúng nó muốn rời khỏi Tương Dương, thì chúng ta cũng nên thành toàn cho chúng." Hoàng Dung tiếc hận nói: "Hai đứa ngốc này đúng là tốt số, cưới được nàng dâu tốt, tất nhiên cũng muốn tìm được một nơi để tiêu dao." Võ Đôn Nho hiển nhiên không làm chủ được Gia Luật Yến, nhưng ý định muốn rời đi cũng đã có từ lâu. Có giữ nó lại cũng chẳng có nghĩa gì. Võ Tu Văn từ nhỏ giàu hoạt, nó cùng Hoàn Nhân Bình chưa được bao lâu thì kiếm cớ rời đi. Nếu hai đứa nhỏ này về chung một nhà, chỉ sợ... Quách Tĩnh nghi hoặc hỏi: "Dung Nhi, vì sao nàng lại nhắc đến hai đứa tụi nó lại lạnh nhạt như thế? Giống như đang nhắc đến người ngoài." Hoàng Dung ôn tồn giải thích: "Phẩm tính của hai đứa bé này cũng không phải là thuần lương. Thiếp luôn..." Quách Tĩnh lại ngắt lời: "Dung Nhi, tuổi của hai đứa nó còn rất nhỏ, rất dễ gây ra chuyện sai lầm. Phủ Nhi năm xưa cũng giống như vậy. Nàng có thể bao dung cho Phủ Nhi, tại sao lại giận chó đánh mèo với hai đứa nó cơ chứ?" Anh em nhà họ Võ ảnh hưởng cuộc sống của vợ chồng Quách Tĩnh, còn ảnh hưởng luôn tính mạng của Quách Phù. Trong tiệc cưới còn uống rượu khóc lóc ôm sùm, khinh thị Hoàng Dung. Nói Hoàng Dung nâng đỡ Gia Luật Tề dẫm đạp lên huynh đệ bọn họ, nuôi dưỡng bọn họ nhưng lại cư xử với bọn họ giống như hạ nhân trong nhà. Đủ loại nguyên nhân khiến Hoàng Dung đã sớm thất vọng về huynh đệ hai người họ. Hoàng Dung giải thích: "Tĩnh ca ca, thiếp nhiều lần ngăn cản chàng không cho hai đứa chúng nó xuất sơn. Thứ nhất, sợ chúng học nghệ không tinh làm hại đến thanh danh của chàng. Thứ hai, chính là tính cách của chúng." Quách Tĩnh tỏ vẻ không hiểu: "Mặc dù chúng nó không phải người đại dũng đại nghĩa, nhưng cũng không thể trở thành người chỉ biết làm sằng làm bậy." Hoàng Dung thở dài mà nói: "Tĩnh ca ca, chàng đã không khỏi quá coi trọng hai đứa chúng nó rồi. Nếu thả chúng ra sớm mấy năm, rơi vào trong tay đối thủ một mất một còn với mình, chỉ sợ chúng ta sẽ có thêm một kẻ địch đáng sợ." Quách Tĩnh lại khuyên: "Dung Nhi, nàng lại như vậy nữa rồi. Lúc trước nàng cũng nói Quá Nhi như thế, nhưng kết quả thì sao? Quá Nhi trừ gian diệt ác, trở thành đại hiệp nhất đại. Thành kiến này của nàng quả thật là không nên suy nghĩ tiếp." Hoàng Dung bất đắc dĩ thở dài nói: "Tĩnh ca ca, chàng làm người khoan hậu, tất nhiên trong mắt không nhìn thấy người xấu. Nhưng là thê tử của Quách đại hiệp chàng, thiếp có thể sống yên ổn mà không nghĩ đến những ngày gian nan sắp tới cơ chứ?"
Quả nhi có lòng cô nương băng thanh ngọc khiết bên cạnh, không tranh vinh hoa phú quý, không hụ hư danh võ lâm. Còn hai đứa chúng nó không chỉ uy danh của chúng ta, còn có đảo đào hoa, uy danh của Nhất Đăng đại sư. Chúng nó cố tình làm bậy trước mặt người ngoài, hành vi phóng túng như con ngựa hoang được tháo dây cương, gây ra tai họa vô tận. Chỉ có chúng ta mài tâm tính của bọn chúng, khiến bọn chúng biết bổn phận của mình hơn, trong tương lai mới bớt đi mầm tai họa. Quách Tĩnh lại cười nói, Dung Nhi đúng là đã vất vả cho nàng rồi. Chuyện nhi nữ tình trường chúng ta sẽ bàn lại sau. Nàng nói Lý Sát Hạn muốn mượn cơ hội này tìm hiểu bố phòng Tương Dương ta. Vậy thì chúng ta nên ứng đối như thế nào? Hoàng Dung mỉm cười mà đáp, đứng dậy lắc lắc bội kiếm của Lữ Văn Đức. Chàng nói thiếp lấy nó để làm gì đây? Quách Tĩnh lại hỏi, nàng muốn dùng bội kiếm điều động chứ gì? Binh lực Tương Dương đang rất căng. Hoàng Dung cũng không trả lời, chỉ đáp lại một câu rất là âm hiểm, ngày mai chàng sẽ biết thôi. Sáng sớm hôm sau, Lý Sát Hãn thúc giục Lữ Văn Đức đi tham quan, nhưng Lữ Văn Đức cứ nằm y trên giường không dậy nổi, lấy lý do thời gian quá sớm. Sau đó ông ta còn y ạch dùng điểm tâm, rồi mới cùng một đám thị vệ và Lý Sát Hãn xuất hành về phía nam. Lúc này ngoài cửa thành nam có rất nhiều binh sĩ đang diễn luyện, ý chí chiến đấu của binh sĩ trên cổng thành sục sôi. Lý Sát Hãn thấy thành cao kiên cố, binh lính đông đảo, khí giới phòng thủ đều có đủ đá lăn gỗ thô, dầu hỏa được chuẩn bị rất là sung túc, không khỏi cảm thán trong lòng. Lữ Văn Đức là loại người rất tầm thường, nhưng thành Tương Dương lại được phòng thủ rất nghiêm mật, binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, nếu cường công Tương Dương nhất định sẽ bị tổn thất một cách nặng nề. Đứng trên cổng thành, ý có thể nhìn thấy bên trong nội thành là một cảnh yên bình. Bách tính mua bán trong chợ thành đông, tiếng gọi nhau ý ới, quán trà quán rượu đều là thường khách lui tới. Thành tây cũng có cư dân sinh sống, còn có phường dệt, xưởng chế biến rượu. Lý Sát Hãn thoáng chút đăm chiêu, sau đó nhìn ra ngoài thành. Lữ Văn Đức cũng đang đắc ý nhìn đội ngũ thao luyện ngoài thành. Ngoài thành lúc này Quách Tĩnh và Hoàng Dung đang diễn luyện binh pháp. Quách Tĩnh chỉ huy trên đài, khi ông huy động một lá cờ, binh sĩ di chuyển sang một hướng khác. Lý Sát Hãn rất thích văn hóa của người Hán, mà đối với binh pháp lại càng thêm yêu thích. Không có binh pháp nào mà y không biết. Binh pháp mà Quách Tĩnh đang diễn luyện là đến từ Vũ Mục Di Thư, trong đó có không ít trận pháp nhằm vào kỵ binh của phương Bắc. Lý Sát Hãn nhìn thấy cách bày trận như vậy lại càng cảm thán nhiều hơn. Không nghĩ đến một thành Tương Dương nho nhỏ lại có được thủ quân như thế. Lý Sát Hãn nhìn binh sĩ luyện bình đến say mê. Lúc này Quách Tĩnh đang diễn luyện đại trận thập bát tình tú mà Hoàng Dược Sư chuyển cho ông ta. Hoàng Dược Sư đã phải tốn 10 năm mới sáng tạo ra được trận pháp đó. Lý Sát Hãn nhìn thấy Quách Tĩnh diễn luyện binh pháp kiểu mới lại càng thêm kinh hãi. Hoàng Dung vốn cho rằng diễn luyện binh pháp mà người Mông Cổ lại không biết binh pháp. Mỗi lần công thành đoạt đất chỉ biết dựa vào công kích dũng mãnh. Khi nhìn thấy trận pháp sát cửa tứ phía thì Lý Sát Hãn sẽ biết khó mà lui. Nhưng kẻ khôn nghĩ ngàn việc cũng có một việc sai. Lý Sát Hãn lại là người gặp khó sẽ biết tiến tới. Nhìn thấy được trận pháp như thế, y làm sao mà không âm thầm học tập. Đại trận thập bát tình tú dựa vào vị trí thay đổi của 36 ngôi sao thiên cương, lại có nguyên lý công thủ của tứ tượng bát quái từng vòng đan xen. Mỗi một vòng đều có chủ tướng hạch thâm chỉ huy, dẫn đầu đột kích phòng ngự. Sau khi Hoàng Dung và Quách Tĩnh diễn luyện xong, đến đầu tường, Lý Sát Hãn mới bội phục nói, trận pháp của Quách Đại Hiệp thực sự là lợi hại, hoàn toàn có được phong phạm của binh gia. Không chỉ có võ công chắc tuyệt đệ nhất thiên hạ, binh pháp cũng có thể nói là có 102 đương thời. Quách Tĩnh nghe vậy thì cũng cười, thế tử đã quá khen, đây chỉ là diễn luyện trận pháp phá địch bình thường. Lý Sát Hãn lại hỏi tiếp, trận pháp cuối cùng không biết có tên là gì,
trong đó hàm chứa bát môn kim tỏa trận, lưỡng nghi tứ tượng trận, long môn trận, trận trận đan sen, đúng là uy lực vô tận. Quách Tĩnh kinh hãi, ngươi... Hoàng Dung biết Quách Tĩnh không giỏi ăn nói, vội đoạt trước. Thế tử đối với trận pháp của người Hán đúng là đã có sự nghiên cứu, có thể nhìn ra được sự huyền diệu ở bên trong. Không biết trận pháp này, người Mông Cổ các ngài có thể phá được hay không? Lý Sơn Hãn cũng gật đầu nói, không thể phá, nhưng mà tướng lĩnh Mông Cổ cũng sẽ không vì thế mà trở nên sợ hãi. Bây giờ là ta nhìn thấy trận pháp của mọi người, chứ nếu để tướng lĩnh khác nhìn thấy, chỉ sợ sau này không ai dám bài binh bố trận chính diện giao phòng với Quách Đại Hiệp. Từ hôm nay về sau ta sẽ nghiên cứu binh pháp nhiều hơn, ngày sau sẽ ganh đua trận pháp với chư vị ở trên chiến trường. Hoàng Dung và Quách Tĩnh nhìn nhau thầm nghĩ, vị thiếu niên này đúng là xuất khẩu cuồng ngôn, nhưng lại có quyết chí tự cường, cũng khiến cho hai người có chút cảm giác không nói nên lời. Lý Sát Hán chính là phụ thân của Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký thành thạo binh pháp. Mình giáo phát triển nhiều lần bị y chèn ép, khiến cho mình giáo cũng bị bại trận không ít lần. Sau khi đám người Lý Sát Hán rời khỏi Tương Dương, chưa đến mấy ngày Quách Phù và Gia Luật Tề đã trở về Tương Dương. Ngày hôm đó Gia Luật Tề đã lĩnh giáo hai chiêu cuối cùng trong đả cầu bổng pháp của Hoàng Dung. Hoàng Dung cũng cười nói, được rồi, hai chiêu cuối cùng của đả cầu bổng pháp biến hóa đa đoan, cần phải khổ tâm nghiên cứu. Ba trưởng cuối cùng trong Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng có thể học toàn. Gia Luật Tề chắp tay hồi đáp, mấy ngày qua nhạc phụ đại nhân bề bộn nhiều quân vụ, Hải Nhi thực sự không tiện quấy rầy. Hoàng Dung vui mừng nói, mấy ngày tới đây Tề Nhi còn nhất định phải chăm chỉ hơn, đồng thời còn phải chú ý đến sức khỏe. Gia Luật Tề cũng đáp lại, nghe nói công phu của đạo nhân Tây Vực kia rất là cao thâm, nếu như hai tử không cố gắng, chỉ sợ sẽ không thể địch lại bọn họ. Hoàng Dung cũng gật đầu đồng ý, gã đạo nhân kia đúng là có chút thủ đoạn, huyền minh thần trưởng của hắn ta âm độc vô cùng, muốn phát huy uy lực hai chiêu cuối cùng của đà bầu cờ đá cầu bổng pháp, còn nhất định phải luyện tập cho thuần thục chiêu thức, để ta biểu diễn qua cho con xem một lần. Hoàng Dung vừa múa đá cầu bổng pháp vừa hô lớn, bát phương tạo cầu. Đá cầu bổng quét từ trên xuống dưới, quét từ trái sang phải, cây gậy không ngừng bay bổng, có thể đánh chó giữ từ bốn phương tám hướng. Sau đó bà lại ôn tồn giải thích, khi vừa mới học chiêu thức côn pháp này con sẽ không hiểu áo nghĩa trong đó, nhưng cứ luyện tập nhiều lần con sẽ từ từ nắm giữ được. Gia Luật Tề nhẹ gật đầu, cầm đá cầu bổng bắt đầu tu luyện. Ban đầu từ trên xuống dưới có chút không thuận, nhưng khi di chuyển từ trái qua phải lại liên tiếp đoạn chiêu. Hoàng Dung tiếp tục hướng dẫn quyết khiếu ở trong đó. Gia Luật Tề luyện tập hơi vụng về, nhưng về sau cũng đã hơi ra dáng được một chút. Lúc này trưởng lão cái bang đến bẩm báo, Gia Luật Tề đành phải xử lý sự vụ trong bang trước. Hoàng Dung cũng rời đi đến phòng Quách Phù. Quách Phù đang chăm sóc hoa trong phòng, nhưng cũng khó che giấu được mùi thuốc đông y. Hoàng Dung vui vẻ mà nói, mấy bông hoa này đẹp thật, nhất là loại hoa loan mùa thu này. Quách Phù giật mình lấy lại tinh thần, mẫu thân đến rồi à? Hoàng Dung mỉm cười, hoa cũng như người cần phải chăm sóc, có loại hoa thích âm, có loại hoa thích dương. Những bông hoa có nhụy hoa mỏng manh, không nên đặt dưới ánh nắng mặt trời. Còn những loại hoa thích dương, lá hay hướng về nơi mặt trời mọc, cần phải đặt ở ban công. Quách Phù nhẹ gật đầu. Hoàng Dung lại nói tiếp, làm vườn đã chú trọng như vậy, con người cũng giống như thế. Nghe đến đây Quách Phù cảm thấy rất là khó hiểu, liền hỏi, ý của mẫu thân là gì? Hoàng Dung lo lắng đáp, chuyện gì Tề Nhi cũng chiều theo con, nhất là nó chịu ở rể, nhưng chúng ta cũng không phải gọi nó đến nhà làm rể. Quách Phù nghe thế thì giật mình nói, mẹ,
Mẹ nói con khinh Tề Ca sao? Hoàng Dung nói. Khinh thì không phải, chỉ là nó cũng xuất thân danh môn. Nó chiều theo con như thế, làm sao xứng đáng với quý công tử hào môn như nó? Quách Phù không vui nói. Mẹ, mẹ không phải rất thương Phù Nhi sao? Tại sao hôm nay mẫu thân lại nói con như vậy? Hoàng Dung hối hận nói. Bình thường ta giúp con không ít lần, nhưng bây giờ ta lại thấy thương cho chồng con hơn. Quách Phù tỏ vẻ hơi tức giận. Mẫu thân, chẳng lẽ con đã để Tề Ca phải chịu ủy khuất rồi sao? Hoàng Dung thấy con gái mình như vậy đành phải nói. Phù thê các ngươi định chừng nào thì sinh em bé? Quách Phù đỏ mặt nói. Mẫu thân. Hoàng Dung yên lặng thở dài. Bây giờ con cũng đã qua cái tuổi hoa niên rồi. Nếu không còn cha mẹ nữa thì con bao giờ nghĩ đến khoảng thời gian về sau sẽ như thế nào hay không? Quách Phù cũng kiên định đáp. Mẫu thân, chúng con sẽ không bao giờ rời xa phụ mẫu mà đâu. Hoàng Dung vừa cảm động vừa khổ sở. Chẳng lẽ ta và cha con có thể chăm sóc cho các con cả đời sao? Quách Phù nhất thời im lặng, không biết nên nói gì cho phải. Hoàng Dung nhớ lại, phụ thần còn không hề thích lễ giáo thế tục, cũng không bảo mẹ học nữ nhi kinh, cũng không học tam cường ngũ thường. Quách Phù lại hỏi, học mấy cái phiền phức đó để làm gì hả mẫu thân? Hoàng Dung chậm rãi nói tiếp, mặc dù những thứ đó có không ít lời lẽ là sai lầm, nhưng cũng viết không ít những thứ hữu dụng. Chúng dạy cho những thiếu nữ biết cách chăm sóc và lo toan cho gia đình. Lúc trước khi ta và cha con thành gia lập thất, nếu không nhờ có Kha Công Công và Tĩnh Ca Ca ân cần dạy bảo, thì ta làm sao có khả năng quản lý việc nhà ở đảo Đào Hoa? Quách Phù cũng vui vẻ nói, mẫu thân, hài nhi biết mẹ đây là yêu ai, yêu cả đường đi. Hoàng Dung nghe vậy thì hạnh phúc nói tiếp, đúng vậy, yêu một người là làm mọi điều nên làm cho người đó. Phụ thần còn không quen lễ giáo thế tục, tất nhiên sẽ không thích ở lại trên đảo Đào Hoa. Nếu không học những thứ này, bao dùng những thứ này? Nói đến đây, Hoàng Dung nghĩ đến phụ thân của bà, cũng không thích tiếp nhận thế tục, cuối cùng kết thúc cuộc đời một cách cô độc, mắt không khỏi ươn ướt. Quách Phù lại vội nói, mẫu thân con hiểu rồi, về sau con sẽ đối xử tốt với Tề Ca hơn nữa, không còn tính cách đại tiểu thư như bây giờ. Hôm đó Gia Luật Tề ở đình viện luyện tập kháng lòng hữu hối trong Hàng Long thập bát trưởng. Đây là trưởng thứ nhất trong ba trưởng cuối cùng mà Quách Tĩnh truyền thụ. Luyện tập mấy lần, ít cảm thấy nội lực của mình không đủ tinh thuần, đánh không ra trưởng pháp khiến người ta không thể né tránh. Ý biết nội lực của mình không đủ cường mãnh, học trưởng pháp đệ nhất thiền hạ lại không bằng sử dụng không nghinh quyền một cách tùy tâm sở dục. Lúc này Quách Phù bước ra ngoài cầm theo một cái khăn. Khi đang định đưa cho Gia Luật Tề, nàng nhìn thấy trong mắt Gia Luật Tề tản ra sát ý, không khỏi giật mình trách cứ. Chàng đang luyện võ công gì thế? Chàng định đối phó với muội sao? Gia Luật Tề vội vàng thu liễm lại. Phù muội, muội nói cái gì vậy? Không phải muội thường hay nói ta không lợi hại bằng người kia sao? Bây giờ ta học được trưởng pháp đệ nhất thiên hạ, chẳng lẽ muội lại không vui ư? Quách Phù giật mình. Cái gì mời người kia? Chàng đang nói bậy nói bạ cái gì thế? Gia Luật Tề nói tiếp. Công phu của người kia rất tốt, danh vọng cực cao. Muội cảm thấy ta thua kém hắn nên trong lòng muội không vui. Bây giờ thì tốt rồi. Ta đường đường là bang chủ cái bang, học được võ công đệ nhất đẳng, muội vẫn không thấy cảm thấy hài lòng ư? Gia Luật Tề đúng là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mặc dù Quách Phù ngu dốt, nhưng trong lòng cũng hiểu được nguyên nhân. Nàng ta thở dài mà nói, mấy ngày qua muội chỉ lo điều dưỡng sức khỏe, cũng không phải cố ý lạnh nhạt chàng, cớ gì chàng lại sinh ra nghi kỵ như vậy? Gia Luật Tề tiếp tục bất mãn, chẳng lẽ tâm tư của muội là vì ta? Tiếng thở dài của muội là vì ta ư? Muội gả cho ta, chẳng lẽ trong lòng muội vẫn còn màng huyễn tưởng nữa ư?
Hết hồi thứ 8. Chúng ta đã vừa nghe xong cái hồi thứ 8 của cái câu chuyện Hậu Thần Điêu Đại Hiệp. Thì cũng như cái tập trước thì chúng ta đã đi đến một cái kết luận rõ ràng là Quách Tĩnh tuy là thắng được Bách Tổn Đạo Nhân nhưng mà cũng đã bị thương tổn một chút đến khí huyết. Theo mình có lẽ là về sau sau cái trận này Bách Tổn Đạo Nhân về sẽ tu luyện hơn và cũng gọi là sẽ cải thiện lại những cái yếu yếu điểm của Huyền Minh Thần Trưởng của mình. Nhưng mà có lẽ vài tập nữa thì theo mình nghĩ thì trong cái bối cảnh câu chuyện này thì cái khả năng mà Bách Tổn Đạo Nhân có thể vượt qua được Quách Tĩnh là rất khó. Nhưng mà theo mình nghĩ là đến một thời gian sắp tới thì Quách Tĩnh sẽ không còn nữa, bởi vì tương dưỡng sẽ bị phá và Quách Tĩnh với Hoàng Dung sẽ chiến tử. Và chúng ta thấy có một điều ở trong đây, khi mà đoạn nói chuyện giữa Quách Tĩnh và Hoàng Dung thì thấy rằng anh em nhà họ Võ là Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn khẳng định là đã có dị tâm. Và đến sau này hai huynh đệ này có thể là đi theo Mông Cổ và phản lại nhà Tống cũng nên. Điều này cũng rất là khó nói trước. Tuy không có thù oán gì nhưng mà sẽ bị hai thanh niên vợ kia dắt mũi, rất có khả năng là sẽ quay lại chống lại Quách Tĩnh cũng nên lắm. Tại vì hai thanh niên này từ nhỏ đã có cái tính nết như vậy rồi. Và sau khi mà rời khỏi hai vợ chồng Quách Tĩnh thì cũng có khả năng sẽ trở thành bại hoại trong võ lâm. Và đến cái phần cuối này chúng ta thấy một cái vấn đề, đó là hiện nay và cái phần cuối cái câu chuyện mà Thần Điêu Đại Hiệp thì chúng ta thấy rằng Quách Phù lúc mà khi mà thấy Dương Quá về sau ấy cũng không hiểu là Quách Phù lúc đấy là cái chỉ dấu của tác giả cũng không biết là Quách Phù lúc đấy còn yêu Dương Quá hay không, nhưng khả năng 90% chúng ta thấy vẫn còn yêu Dương Quá và lấy cái Gia Luật Tề kiểu như là cũng chỉ vì Gia Luật Tề lúc đấy là một thanh niên gọi là đỉnh nhất thôi, nhưng mà so với Dương Quá thì có vẻ không ăn thua gì. Và cái phần cuối này chúng ta thấy rằng đoạn giao tiếp giữa Quách Phù và Gia Luật Tề thì thấy rằng Gia Luật Tề vẫn bất mãn về cái điều đó, và chúng ta thấy Gia Luật Tề nhắc đến người kia không ai khác mà đó, mình khẳng định đó chính là Dương Quá. Đấy, kiểu như là danh vọng không bằng, công phu không bằng. Thì kể cả theo mình thấy là kể cả Gia Luật Tề giờ có luyện được Hàng Long Hợp Bát Trưởng này thì cũng không thể mạnh bằng Dương Quá được. Bởi vì Dương Quá với lại Ám Nhân Tiêu Hồn Trưởng thì có thể ngang cả với Quách Tĩnh. Xét về tuổi tác nhỏ hơn và sau này cái thành tựu có thể là cao hơn, nên khả năng 90% là Gia Luật Tề có thể luyện được Hàng Long Bát Trưởng này. Về cả Đả Cầu Bổng Pháp nữa thì cũng không ăn nổi Dương Quá, bởi vì chúng ta biết rằng Gia Luật Tề biết Đả Cầu Bổng Pháp thì Dương Quá cũng biết, mà Dương Quá thậm chí còn biết trước Gia Luật Tề và chọn bộ trước. Và uy lực của Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng thì không kém gì so với lại Hàng Long Thất Bát Trưởng, chưa kể có Huyền Thiết Kiếm Pháp nữa. Đấy, nói chung là rất là bá đạo, còn có thêm cả Cửu Âm Chân Kinh, Đạn Chỉ Thần Công, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp, tùm lum la hết. Nói chung là Dương Quá thanh niên hội tụ khá nhiều công phu VIP. Và mình thấy là còn có lẽ là những cái tập tới đây thì theo mình nghĩ là nó sẽ không có sự xuất hiện của Dương Quá nhiều, chỉ lâu lâu nhắc tới thôi. Và sẽ thường là người ta sẽ cho những nhân vật như Dương Quá xuất hiện vào một cái tình huống nào đó thật là bế tắc, thật là gì đó, thì Dương Quá xuất hiện kiểu như một đại anh hùng xuất hiện để nó cứu vớt một cái gì đó, chứ không thể nào mà chúng ta kiểu như một nhân vật bí hiểm như vậy mà lại xuất hiện nhanh được. Có nghĩa là sau này ví dụ như có thể là Tương Dương thất thủ này, hay là đang trong một cuộc giao đấu nào đó thì Dương Quá sẽ xuất hiện đấy, trở thành anh hùng một lần nữa. Và chúng ta cũng không thể nào chờ đợi vai trò quá nhiều của phu phụ Dương Quá hay là những người khác, mà cái phần hậu truyện này nó sẽ là một cái màn trình diễn cho Quách Tương và Trương Tam Phong. Và cái vai trò của Trương Tam Phong thì mình thấy là nó sẽ bá đạo, nó sẽ rất là ghê gớm. Và sau này đối với cá nhân mình suy đoán thì Bách Tổn Đạo Nhân khả năng 90% là sẽ ngỏm ở dưới tay của Trương Tam Phong. Và trong đây thì không biết là nó có nhắc đến Minh Giáo hay không, hoặc cũng có thể là đến phần cuối thì nó sẽ có cả thêm Huyền Minh Nhị Lão nó cũng nên, cũng chưa biết chừng. Nhưng mà sắp tới chúng ta có thể thấy rằng huynh đệ họ Võ chắc chắn sẽ rời đi khỏi nhà của Quách Tĩnh, và cũng có khả năng sẽ quay lại làm đối thủ của vợ chồng Quách Tĩnh cũng nên đấy, chứ khó nói lắm. Chúng ta thấy rằng đối với trong gia tộc của trong nhà Quách Tĩnh thì Võ Đôn Nho với Võ Tu Văn cũng không có gì ghê gớm, nhưng mà nếu để ra ngoài tính ra bây giờ cũng thuộc hàng nhất lưu cao thủ rồi, bởi vì võ của Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn bây giờ còn hơn cả Võ Tam Thông nữa cơ. Mà Võ Tam Thông cũng khẳng định rằng ở Võ Lâm Trung Nguyên cũng không có mấy người có thể tiếp được một chỉ của ông ta, ngoài những người như cao thủ như là Quách Tĩnh, Dương Quá, Nhất Đăng, Tùm Lum La, Chu Tử Liễu hay là Hoàng Dung.
Ngoài ra những còn lại những cái võ phái của Võ Lâm Trung Nguyên lúc này đã không ăn thua rồi, chả còn có cao thủ nào xuất hiện mấy. Nên nên thực sự lúc này anh em nhà họ Võ này cũng thuộc hàng một trong những cao thủ chứ không phải là đơn giản nữa. Và Quách Tĩnh thì càng ngày càng già già yếu rồi. Ok, có lẽ là để đến tập tiếp theo chúng ta sẽ bàn luận tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái tập tiếp theo.